Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên vừa kết luận về phát triển y tế cơ sở, y tế dự phòng và công tác dân số. Theo đó, đối với y tế cơ sở, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế tuyến huyện, tuyến xã, thực hiện tốt vai trò tuyến đầu trong phòng và điều trị các loại bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Theo đó, cần tăng cường hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao đưa vào áp dụng các phương pháp khám chữa bệnh chuyên sâu cho hệ thống y tế cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đổi mới phong cách thái độ phục vụ bệnh nhân, xây dựng và khai thác hiệu quả hồ sơ sức khỏe điện tử trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, triển khai ứng dụng số sức khỏe điện tử gắn với dữ liệu dân cư, căn cước công dân gắn chip, quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao ý đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, đồng thời có giải pháp hữu hiệu để tăng số lượng bác sĩ tại các trung tâm y tế huyện, trạm y tế tuyến xã, giúp tăng tỷ lệ bác sĩ trên 1 vạn dân, phấn đấu trạm y tế tuyến xã có tối thiểu 1 bác sĩ. Đối với y tế dự phòng, nâng cao năng lực phòng chống các dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh lạ mới phát sinh, thường xuyên nắm chắc nguy cơ về tình hình phát sinh các dịch bệnh tại địa phương, chủ động có các phương án đối phó kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng, vượt ngoài tầm kiểm soát, đẩy mạnh công tác tiêm chủng mở rộng cho mọi đối tượng, nhất là trẻ em, phụ nữ có thai, lực lượng lao động, người cao tuổi, tiếp tục củng cố hoàn thiện tổ chức bộ máy nhân lực của hệ thống y tế dự phòng, phát triển đội ngũ cán bộ y tế dự phòng đủ về số lượng và có năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu trong việc phát hiện và phòng chống các loại dịch bệnh. Đối với công tác dân số, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên trong thực hiện chính sách dân số. Có giải pháp hiệu quả để giảm tỷ lệ sinh con thứ ba, giảm tỷ lệ xuất sinh của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.